Thưa quý vị, ngay từ đầu thành lập, Đảng ta đã nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát đối với việc bảo đảm cho mục tiêu, lý tưởng, cương lĩnh, chiến lược, đường lối, chính sách, các chỉ thị, nghị quyết được nghiêm chỉnh thực hiện, đồng thời tăng cường việc giữ gìn kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Chính vì vậy, thời gian qua, việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng luôn được xem là nhiệm vụ hàng đầu đối với các tổ chức cơ sở Đảng từ trung ương đến địa phương. Phóng sự được thực hiện nhân kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng, ngày 16 tháng 10 năm 1948, ngày 16 tháng 10 năm 2022. Đây là hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai các văn bản mới của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng do Thành ủy Đà Nẵng tổ chức mới đây. Tại hội nghị này, một trong những nội dung được Thành ủy Đà Nẵng hết sức chú trọng đó là xem việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và cụ thể hóa triển khai các văn bản của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị, tác động trực tiếp đến việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian đến. Giám sát với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, chủ động và mang tính chiến đấu cao, công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành một cách thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ và chặt chẽ với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Kiểm tra giám sát phải theo phương châm, giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm trọng điểm. Và đặc biệt là trong công tác giám sát thì phải có chủ động từ sớm, đi vào những cái nơi mà nội bộ có những dấu hiệu mất đoàn kết, dư luận xã hội quan tâm và luôn phải nâng cao cái tính chủ động để kịp thời nhắc nhở. Và đặc biệt là kiểm tra giám sát là hướng tới cái việc phòng ngừa từ sớm từ xa để hạn chế và khắc phục sớm các cái vi phạm. Là một trong năm phương thức lãnh đạo của Đảng, công tác kiểm tra giám sát thời gian qua đã khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, giúp các cấp ủy Đảng làm hạt nhân lãnh đạo và đoàn kết toàn dân, toàn quân vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách. Trước yêu cầu của tình hình mới, việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, trong đó có công tác kiểm tra, giám sát, chính là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên và cũng là một yêu cầu hết sức cấp bách. Vấn đề này đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt nhấn mạnh tại Hội nghị Trung ương 6 vừa qua. Để tiếp tục đổi mới thành công phương thức lãnh đạo của Đảng, phải chủ động tích cực, có quyết tâm chính trị cao, đồng thời cần thận trọng, có bước đi vững chắc, vừa làm, vừa tổng kết rút kinh nghiệm. Vấn đề nào đã rõ thì kiên quyết đổi mới, cần thiết nhưng chưa rõ, còn ý kiến khác nhau thì phải nghiên cứu, thí điểm, không nóng vội nhưng cũng không bỏ qua, phải kế thừa phát huy những thành tựu, những kết quả, những kinh nghiệm tốt trong phương thức lãnh đạo của Đảng đã được thực tiễn chứng minh là đúng. Ở mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi lĩnh vực phải vừa quán triệt các nguyên tắc chung, vừa phải phù hợp với đặc điểm yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo của từng cấp, từng ngành, của từng loại hình cơ quan nhà nước, từng tổ chức chính trị xã hội. 9 tháng đầu năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các Ủy ban Kiểm tra các địa phương, đơn vị đã tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định với khối lượng công việc lớn, chất lượng, hiệu quả được nâng lên rõ rệt. Qua kiểm tra, đã kiên quyết xử lý, đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật nghiêm minh nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, nhanh chóng nắm bắt các vấn đề, vụ việc xã hội quan tâm để kiểm tra, kết luận kịp thời. Từ đây đến cuối năm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề ra 7 phương hướng nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là cấp ủy tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục chủ động, tích cực và quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật, khắc phục những vi phạm, khuyết điểm đã được cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp kết luận.